Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Mở đầu là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, giới chức Kiev cho biết quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tấn công dữ dội ở mặt trận Kharkov, nhưng đã có nhiều thay đổi trong chiến thuật tập kích của mình. Phát biểu trên sóng phát thanh tin tức quốc gia 24/7, lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Không vận độc lập số 77 thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine cho hay, quân Nga chủ yếu tấn công với phương tiện là xe máy và xe địa hình buggy hoặc đi bộ. Điểm khác biệt là hiện họ sử dụng rất ít xe bọc thép. Quan chức trên cho biết kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, tình hình ở vùng Kharkov về cơ bản không có thay đổi lớn nào. Các lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, nhưng cường độ tập kích đã giảm từ 10 vụ một ngày xuống còn 1 đến 2 vụ một ngày. Đại diện Lữ đoàn Không vận độc lập số 77 nhấn mạnh, tình hình trong khu vực chúng tôi phụ trách vẫn căng thẳng nhưng được kiểm soát. Binh lính của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiềm chế và cản đường đối phương. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại giây phút hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine bị tên lửa nước này bắn nổ tại tỉnh Sumy. Đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không ở tỉnh Sumy. Ukraine đã phát hiện đối phương triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS gần khu định cư Stepanovka. Sau đó, chiếc UAV quay được hình ảnh kíp chiến đấu Ukraine lái cỗ pháo HIMARS ẩn nấp tại rìa một khu rừng gần đó. Thông qua dữ liệu tọa độ được UAV cung cấp, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander-M tập kích cỗ pháo đối phương. Đòn tấn công lập tức tạo ra một vụ nổ lớn ở khu vực pháo HIMARS đang trú ẩn. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông cáo và video được Bộ Quốc phòng và Truyền thông Nga công bố. Thống đốc tỉnh Rostov, ông Vasily Golubev cho biết, ngày 28 tháng 8, máy bay không người lái UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở quận Kamensky, tỉnh Rostov, phía nam nước Nga. Ông Golubev đồng thời xác nhận thông tin rằng một số bể chứa dầu đã bốc cháy. Hãng tin Reuters dẫn lời thống đốc Vasily Golubev thông báo trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng không có thương vong, lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy 4 máy bay không người lái trong đêm mà không đề cập đến cuộc tấn công vào kho dầu. Trước đó, kênh Telegram Baza thân cận với cơ quan an ninh Nga đưa tin, 3 bể chứa bốc cháy tại kho dầu Kamensky sau khi 2 máy bay không người lái rơi xuống khu vực này. Video đăng trên mạng xã hội Nga cho thấy, cảnh được cho là các bể chứa dầu lớn bốc cháy ngùn ngụt vào ban đêm. Theo Reuters, một trong những đoạn video được quay ở quận Kamensky của Rostov, một kho chứa nhiên liệu ở quận Kamensky cũng từng bị tấn công vào đầu tháng 8. Vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh đám cháy tại một kho dầu khác ở quận Proletas của Rostov vẫn chưa được dập tắt, khoảng 10 ngày sau vụ tấn công của Ukraine. Trong một diễn biến khác, nhóm lực lượng chiến lược Khotitsia của Ukraine cùng ngày cho biết quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 của Nga trên mặt trận Kramatorsk thuộc Donetsk khi máy bay này đang cố gắng tấn công các vị trí của đơn vị phòng thủ Kiev. Theo Pravda, có thông tin cho rằng các xạ thủ phòng không của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28 đã bắn hạ chiếc Su-25 bằng một phát đạn chính xác từ hệ thống Manpass. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Truyền thông Ukraine cho biết các lực lượng quân đội nước này đã phá hủy cầu phao thứ tư của Nga bắc qua sông Sim ở tỉnh Kursk. Radio Liberty chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cầu phao mà lực lượng Nga thiết lập tại sông Sim ở tỉnh Kursk đã bị hư hại một phần. Ấn phẩm này lưu ý, đây là cây cầu phao thứ tư được lực lượng Nga thiết lập tại Zhivanoe, cách cây cầu bị hư hại do pháo kích 2 km về phía hạ lưu. Trước đó, quân đội Nga đã thiết lập các cầu phao tương tự ở làng Kariz, giữa làng Zhivanoe và Gluskovo. Theo Radio Liberty, cầu phao ở Kariz bị ngập một phần và không loại trừ khả năng bị tấn công. Ngoài ra, hai cầu phao cũ khác cũng bị Ukraine tấn công. Các chuyên gia quân sự nhận định, bằng cách tấn công các cây cầu bắc qua sông Sim, Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga khỏi Gluskovo. Trong một tuyên bố mới đáng chú ý, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan đến kế hoạch mà ông đưa ra để chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Peskov cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta được nghe thấy những tuyên bố hùng hồn từ chính quyền Tổng thống Zelensky, nhưng chúng tôi hiểu rõ bản chất của chế độ Kiev. Nga sẽ tiếp tục thực thi chiến dịch quân sự đặc biệt và những thành công của Moscow trên tiền tuyến sẽ làm rõ tất cả. Trong bình luận của mình, ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng hiện không có điều kiện tiên quyết nào để Nga phải ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng chiến dịch tập kích Kursk là một phần trong kế hoạch chiến thắng
mà Kiev sẽ gửi cho Mỹ vào tháng sau. Ông Zelensky tiết lộ rằng kế hoạch của Ukraine sẽ bao gồm các bước đi chiến lược về mặt trận ngoại giao và kinh tế, bên cạnh những bước tiến đáng kể trên tiền tuyến. Tổng thống Ukraine cho hay ông sẽ trình bày kế hoạch của mình đầy đủ chi tiết, song không tiết lộ công khai với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và hai người kế nhiệm tiềm năng là ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, quân đội Israel thừa nhận đã thực hiện vụ không kích gần biên giới Syria-Liban, khiến một nhân vật cấp cao của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng. Theo thông cáo được lực lượng phòng vệ Israel đăng trên mạng xã hội X, mục tiêu của cuộc không kích từ máy bay không người lái UAV lần này là ông Faris Qasim, một thành viên nổi bật của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, chịu trách nhiệm cho việc phát triển phong trào này tại Syria và Liban. Thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel viết, ông Faris Qasim cũng nắm vai trò trung tâm trong việc chiêu mộ công dân Palestine gia nhập tổ chức Hezbollah, nhóm vũ trang chịu trách nhiệm thực hiện nhiều cuộc tấn công từ Liban nhằm vào Israel. Đồng thời, một số thành viên phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng thiệt mạng trong vụ không kích trên. Lực lượng phòng vệ Israel rạng sáng ngày 28 tháng 8 đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở phía bắc khu bờ Tây. Trang tin Al Arabiya dẫn lời phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Avichai Adrai nói rằng, lực lượng này đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các khu vực Jenin và Tul Karem thuộc miền bắc bờ Tây. Chiến dịch này được thực hiện với mục đích chống lại các nhóm khủng bố tại đó. Ghi nhận từ nhóm phóng viên đài Al Jazeera có mặt tại bờ Tây cho thấy, hàng loạt cuộc giao tranh và vụ nổ lớn đã xảy ra tại các thị trấn Salim Qasra và Beit Furik nằm gần thành phố Nablus, hai thành phố Tubas, Tukarem và các trại tị nạn Fa và Nusam. Cũng theo nhóm phóng viên trên, tới nay đã có ít nhất 7 người dân Palestine ở bờ Tây thiệt mạng do hoạt động quân sự lần này của Israel. Hôm 28 tháng 8, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã công bố video phá nổ một đường hầm dài đến 3 km của phong trào Hamas tại hành lang Netzarim ở trung tâm Gaza. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, đơn vị công binh Yahalom cùng lực lượng dự bị của lữ đoàn Jerusalem đã xác định vị trí và phá hủy đường hầm. Cả đơn vị công binh Yahalom và lữ đoàn Jerusalem đều đang đồn trú tại hành lang Netzarim. IDF cũng khẳng định rằng một phần của đường hầm đã bị phá hủy trong cuộc chiến Gaza năm 2014, nhưng trong nhiều năm qua, Hamas đã nỗ lực xây dựng lại nó. IDF tuyên bố đường hầm này không đi vào lãnh thổ Israel. Các quan chức cấp cao của quân đội Israel đánh giá mạng lưới đường hầm của Hamas tại Gaza có tổng chiều dài khoảng 563 đến 724 km. Một quan chức quân đội Israel nhận định rằng có thể mất nhiều năm để xử lý mạng lưới đường hầm của Hamas. Quân đội Israel sẽ phải lên sơ đồ, kiểm tra bẫy và giải cứu con tin trước khi có thể phá hủy các đường hầm. Cập nhật diễn biến mới xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đạt được thỏa thuận với ứng cử viên của Đảng Dân chủ Kamala Harris về cuộc tranh luận do kênh truyền hình ABC chủ trì vào ngày 10 tháng 9 tới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết hai bên đã nhất trí rằng các quy tắc đối với cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 sẽ giống các quy tắc trong cuộc tranh luận trên CNN tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Joe Biden trước khi ông Biden từ bỏ cuộc đua. Theo ông Trump, ABC đã đảm bảo với ông rằng cuộc tranh luận sắp tới sẽ công bằng và bình đẳng. Trong đó, không bên nào được cung cấp trước câu hỏi và các ứng cử viên không được mang theo giấy ghi chép. Cuộc tranh luận trên CNN hồi tháng 6 không có khán giả trực tiếp, đồng thời micro của một bên tắt tiếng khi bên đối thủ phát biểu. Tuy nhiên, đội ngũ vận động tranh cử của bà Kamala Harris chưa xác nhận về những quy tắc trong cuộc tranh luận trên ABC. Trước đó, ngày 26 tháng 8, đội ngũ của hai ứng cử viên đã tranh cãi về các quy tắc trong cuộc tranh luận. Đội ngũ của bà Harris muốn micro mở tiếng trong suốt buổi tranh luận, trong khi phía ông Trump dọa rút khỏi cuộc tranh luận với lý do kênh truyền hình thiên vị. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, vừa thông báo sẽ bổ sung hai cựu đảng viên Dân chủ là Robert F. Kennedy Jr. và Tulsi Gabbard vào nhóm chuyển giao quyền lực Tổng thống của mình. Động thái này được xem là nhằm tăng sức hút đối với cử tri trong cuộc đua xít sao với Phó Tổng thống Kamala Harris. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, ông Brian Hughes chia sẻ, chúng tôi mong muốn có tiếng nói mạnh mẽ của họ trong nhóm khi chúng tôi nỗ lực khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ, đồng thời cho rằng động thái này là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump đang rộng mở ở cả hai đảng. Dư luận cho rằng với việc đưa ông Kennedy, một người nổi tiếng với quan điểm hoài nghi vaccine, và bà Gabbard, người từng bất bình với chính phủ Mỹ, vào nhóm chuyển giao quyền lực, ông Trump có nguy cơ vấp phải nhiều chỉ trích về việc ủng hộ những nhân vật có quan điểm cực đoan trong nỗ lực trở lại nắm quyền. Bà Gabbard, cựu hạ nghị sĩ bang Hawaii,
đã thất bại trong cuộc chạy đua giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2020 trước khi bỏ cuộc và ủng hộ ông Joe Biden. Tuy nhiên, vào năm 2022, bà tuyên bố sẽ rời Đảng Dân Chủ với một trong những lý do là đảng này kích động chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chống người da trắng. Thưa quý vị, giống như tất cả chiến dịch quân sự, cuộc đột kích vào Kursk là một canh bạc mà Ukraine phải trả một cái giá nhất định. Trong khi các lực lượng của Kiev tiến công vào Nga, thì họ cũng đang mất đi các vùng lãnh thổ của mình. Khi các lực lượng của Ukraine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga ngày 6 tháng 8, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiến dịch tiến đánh và rút lui nhanh chóng. Hơn 2 tuần sau, rõ ràng Ukraine đang nỗ lực cho một điều gì đó tham vọng hơn nhiều. Như các nhà lãnh đạo Ukraine giải thích, các lực lượng của họ quyết tâm chiếm lãnh thổ Nga vô thời hạn để tạo nên một vùng đệm nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Moscow và sử dụng nó như một quân bài mặc cả trong cuộc đàm phán tương lai. Khi các chi tiết mới về cuộc tấn công này xuất hiện, rõ ràng lực lượng Ukraine đã tận dụng thành thạo yếu tố bất ngờ. Một phần là không trao đổi với phương Tây về ý định của họ và một phần là bằng cách chọc mù các hệ thống cảm biến của Nga bằng các thiết bị tác chiến điện tử. Quân đội Ukraine ban đầu tiến khá nhanh ở Kursk. Tuy nhiên, Điện Kremlin sau đó đã điều động dần dần các binh lính giàu kinh nghiệm tới Kursk. Nhiều người trong số đó đến từ các khu vực ít ác liệt hơn của mặt trận phía nam Ukraine. Do đó, nhịp độ tiến công của Kiev đã chậm lại. Mặc dù vậy, hiện vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Nga tập hợp lực lượng đủ lớn để nhanh chóng giành lại lãnh thổ. Các quan chức Mỹ nhận định với Wall Street Journal rằng Nga sẽ cần ít nhất 20.000 binh lính cho nhiệm vụ này, trong khi New York Times cho biết con số thực sự có lẽ phải là 50.000 binh lính. Nhưng ngay cả con số thấp hơn cũng có nguy cơ làm hao hụt các đơn vị của Nga trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19 tháng 8 thông báo quân đội Ukraine đã chiếm giữ hơn 1.240 km2 lãnh thổ Nga, bằng quy mô lãnh thổ Nga chiếm được ở Ukraine từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Ukraine cũng bắt giữ hàng trăm tù binh Nga, những người có thể được trao đổi với tù binh Ukraine. Các cuộc trao đổi này trên thực tế đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 8, khi Ukraine trao trả cho Nga 115 binh lính bị bắt giữ ở Kursk để đổi lấy 115 binh lính Ukraine bị giữ ở Nga. Ukraine đã sử dụng UAV mang chất nổ và hệ thống pháo phản lực HIMARS để gây hư hại hoặc phá hủy các cây cầu trên sông Senim ở Kursk. Nga đã cố gắng xây dựng các cầu phao, nhưng chúng không thể tồn tại lâu do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine. Thành quả của chiến dịch Kursk đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine sau gần 2 năm tiền tuyến gần như không có sự dịch chuyển, mặc dù thương vong của hai bên vẫn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, giống như tất cả chiến dịch quân sự, cuộc tấn công này là một canh bạc và Ukraine cũng phải trả một cái giá nhất định trong cuộc đột kích vào Kursk. Trong khi quân đội Ukraine tiến công vào Nga, thì họ cũng đang mất đi các vùng lãnh thổ của mình. Nga hiện đã đặt Pokrovsk trong tầm bắn của các hệ thống pháo. Đây là một thành phố quan trọng ở Donetsk, đóng vai trò như một trung tâm vận chuyển quan trọng, cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine ở toàn miền đông. Một chỉ huy Ukraine ở phía đông nhận định với Financial Times rằng các lực lượng của nước này đã buộc phải xoay vòng đạn pháo lần đầu tiên kể từ khi sự hỗ trợ của Mỹ bắt đầu nối lại vào mùa xuân bởi đạn dược đã được chuyển tới Kursk. Những ý kiến chỉ trích cuộc tấn công vào Kursk, trong đó có cả quan điểm của chính những người Ukraine, cho rằng các lực lượng của Kiev nên được triển khai để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk. Một học giả cấp cao và là giám đốc Critical Threat Project thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ thì lại bác bỏ những chỉ trích trên. Chắc chắn việc giao cho lực lượng dự bị của Ukraine bảo vệ Pokrovsk không phải là cách tận dụng nguồn lực tốt nhất. Nga đã hoàn toàn chấp nhận việc giao tranh theo vị trí và hài lòng với những bước tiến chậm mà chắc với cái giá nhất định về lực lượng và trang thiết bị, vì họ cho rằng Ukraine sẽ không bao giờ có thể chiếm lại bất kỳ lãnh thổ nào mà họ chiếm giữ. Ukraine không thể thành công trong cuộc giao tranh giành vị trí. Họ phải tìm cách khôi phục lại sự cơ động trên chiến trường, giám đốc tại Critical Threat Project cho hay. Chuyên gia này nhận định, cuộc tấn công vào Kursk có thể buộc Tổng thống Putin phải chấp nhận sự chiếm đóng lãnh thổ vô thời hạn của Ukraine hoặc điều động nguồn lực đáng kể từ các khu vực khác tới Kursk.
Điều này có thể khiến Tổng thống Putin dành nguồn lực khan hiếm để tăng cường biên giới Nga-Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc đột kích trong tương lai. Dù ông Putin đưa ra lựa chọn nào, thì Ukraine cũng đều có lợi. Do những hạn chế này của phương Tây mà Ukraine buộc phải dựa vào các UAV tự mình sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong những ngày gần đây, các UAV của Ukraine đã nhắm vào thủ đô của Nga, kho chứa dầu khổng lồ ở phía nam nước Nga và các căn cứ không quân của Moscow. Cuộc tấn công vào Moscow chỉ hoàn toàn mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng các cuộc tấn công sâu vào căn cứ không quân Nga và các cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây ra những tổn thất nhất định, chẳng hạn như hạn chế số lần xuất kích của các oanh tạc cơ Nga cũng như giảm doanh thu từ ngành năng lượng. Những cuộc tấn công sau này có thể gây thiệt hại lớn hơn cho phía Nga nếu Ukraine được phép và đủ nguồn lực triển khai tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất. Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Biden nên cho phép Ukraine có được năng lực mà họ mong muốn, hoặc Nga sẽ tiếp tục sử dụng lợi thế về nhân lực và nguồn lực để làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine. Theo đó, họ cho rằng đã đến lúc Nhà Trắng cần suy nghĩ và đưa ra một chiến lược có thể giúp Ukraine giành chiến thắng, điều mà Quốc hội yêu cầu như một phần để thông qua gói hỗ trợ hồi tháng 4 năm 2024. Quý vị vừa theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế. Hãy ấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Báo Điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.